Chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 41, giải mã thế giới đấu khí và những bí ẩn chưa lời giải. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 41, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bí ẩn và câu hỏi xoay quanh thế giới đấu khí đại lục. Sau hàng chục số chuyên mục với những chủ đề hấp dẫn, tuần này chúng ta tiếp tục bước vào một hành trình khám phá các tình tiết nhân vật và những đấu khí đã khiến hàng triệu độc giả phải say mê. Trong số này, chúng ta sẽ cùng giải đáp về các cường giả trong Tinh Vẫn Các như thế nào, thế lực ra sao. Ở trong đấu phá thương khung, nhiều người thắc mắc tại sao khi mà Tiêu gia và cổ tộc đã liên minh từ ngàn năm trước, họ không nhân cơ hội này mà tiêu diệt hồn tộc. Lý do là gì, hay là sự tiếc nuối và kỳ vọng về thiết lập của cường giả? Còn chờ gì nữa, hãy cùng khám phá ngay những câu trả lời đặc sắc và hấp dẫn trong chuyên mục hỏi đáp số 41 của đấu phá thương khung. Câu hỏi đầu tiên, các cường giả trong Tinh Vẫn Các như thế nào và thế lực ra sao? Ở trong đấu phá thương khung, sau khi phát triển mạnh mẽ, Tinh Vân Các đã sở hữu một số lượng đáng kể các cường giả. Sau đây là những nhân vật và cấp bậc của họ trong Tinh Vân Các. Các chủ Dược Lão. Sau khi trở lại Tinh Vân Các, Dược Lão không chỉ là cường giả cấp đấu thánh mà còn là tông sư luyện dược cửu phẩm. Với sức mạnh và vị thế của một dược thánh, ông đã đưa Tinh Vân Các trở thành một thế lực khó ai xem thường. Phó các chủ Phong Tôn Giả là người đồng sáng lập Tinh Vẫn Các cùng với Dược Lão. Phong Tôn Giả vốn đã đạt đến đấu tôn tứ tinh đỉnh phong trước khi mà Dược Lão hồi sinh, và với mối quan hệ gần gũi giữa họ, sức mạnh của ông sẽ còn tiếp tục gia tăng. Thiếu các chủ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm với tài năng vượt trội và sự huấn luyện của Dược Lão đã nhanh chóng trở thành một đấu thánh và sau đó là đấu đế, đồng thời anh còn là luyện dược sư cửu phẩm hàng đầu trên đại lục. Khách khanh trưởng lão Tiểu Y Tiên. Sau khi Tiêu Viêm giúp cô kiểm soát thành công ách năng độc thể, Tiểu Y Tiên đã nhanh chóng tiến đến cấp độ đấu tôn nhị tinh, sau đó còn trở thành đấu thánh nhất tinh nhờ sự giúp đỡ của Dược Lão và Tiêu Viêm. Tử Nghiên là công chúa của tộc Thái Hư Cổ Long, cô đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả và đạt tới cấp độ đấu thánh tứ tinh. Còn có Thiên Hòa Tôn Giả cửu truyền đấu tôn cửu tinh. Đệ tử gồm có Mộ Thanh Loan là đại sư tỷ của Tinh Vân Các, thuộc tộc Thiên Loan ở trong giới ma thú. Cô có thiên phú tu luyện cực cao và sớm tiến gần đến cấp độ đấu tông. U Tuyền một thiên tài tu luyện, mới 17 tuổi đã đạt tới đấu vương, Dược Lão xem trọng và trở thành đệ tử ký danh của Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, thế lực Tinh Vân Các trở nên vững mạnh với sự xuất hiện của 3 cường giả đấu thánh và 1 cường giả đấu đế. Điều này đã tạo ra một thế lực mạnh mẽ khó ai sánh kịp ở trên đấu khí đại lục. Câu hỏi số 2. Ở trong đấu phá thương khung, nhiều người thắc mắc tại sao khi mà Tiêu tộc và Cổ tộc đã liên minh từ ngàn năm trước, họ không nhân cơ hội tiêu diệt hồn tộc, lý do là gì? Ngàn năm trước có 4 cường giả đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục: Hôn Thiên Đế của hồn tộc, Trúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc, Cổ Nguyên của Cổ tộc và Tiêu Huyền của Tiêu tộc. 3 gia tộc mạnh mẽ là Tiêu, Hồn và Cổ đã tranh đấu suốt ngàn năm nhưng mà không ai phân định được thắng thua. Trong đó Tiêu tộc gặp khó khăn nhất vì dòng máu đấu đế của họ đã dần cạn kiệt, khiến Tiêu Huyền buộc phải phát động huyết tế để đột phá thành đấu đế nhằm áp chế hồn tộc và cứu Tiêu tộc. Tuy nhiên ông đã thất bại khi mà bị Hồn Thiên Đế tấn công bất ngờ. Mặc dù Tiêu Huyền đã trọng thương Hồn Thiên Đế, thế nhưng mà Tiêu tộc cũng từ đó mà suy tàn. Một câu hỏi đặt ra là tại sao khi mà Tiêu tộc và Cổ tộc đã liên minh, họ không nhân cơ hội tiêu diệt Hồn tộc? Bởi lúc đó Tiêu Huyền mạnh hơn Hồn Thiên Đế, và với sự hỗ trợ của Cổ Nguyên, Hồn tộc gần như không thể nào chống lại hai gia tộc này. Thực tế việc Tiêu Huyền có thể kéo dài cuộc chiến với Hồn Thiên Đế sẽ tạo cơ hội cho Cổ Nguyên tiêu diệt phần còn lại của Hồn tộc. Lý do giải thích cho điều này có thể là liên minh giữa Tiêu tộc và Cổ tộc không nhằm tiêu diệt Hồn tộc mà chỉ là để duy trì thế cân bằng. Tương tự như tình huống của ba quốc gia Ngụy, Thục và Ngô ở trong thời Tam Quốc, việc tiêu diệt một bên sẽ phá vỡ thế cân bằng. Tiêu tộc và Cổ tộc chỉ liên minh để đối phó với Hồn tộc, nhưng nếu tiêu diệt hoàn toàn Hồn tộc, Tiêu tộc sẽ trở nên quá mạnh, điều này không có lợi cho Cổ tộc. Vì vậy Cổ tộc chỉ muốn bảo vệ bản thân, không giúp Tiêu tộc tiêu diệt Hồn tộc hoàn toàn. Ngoài ra trong tình huống Tiêu Huyền dẫn toàn bộ Tiêu tộc vào Thiên Mộ để cố gắng đột phá thành đấu đế, dù Cổ tộc có mặt ở bên ngoài, thế nhưng mà Hồn tộc vẫn xâm nhập được, gây ra nhiều tranh cãi. Dù Cổ tộc không đủ sức đánh bại Hồn tộc, thế nhưng mà họ ít nhất cũng có thể cầm chân Hồn tộc một thời gian. Điều này cho thấy Cổ Nguyên không dốc toàn lực ngăn cản Hồn tộc, bởi nếu Tiêu Huyền thành công, Tiêu tộc sẽ trở nên quá mạnh và có thể quay lưng với Cổ tộc. Vì thế có thể Cổ Nguyên đã tính toán để Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền đối đầu nhau, từ đó hưởng lợi từ cuộc đấu tranh của hai thế lực. Câu hỏi số 3. Sự tiếc nuối và kỳ vọng về thiết lập của cường giả. Trong bầu trời rực rỡ của văn học huyền ảo, đấu phá thương khung như là một vì sao sáng, thu hút vô số khán giả nhờ thế giới quan độc đáo và hệ thống tu luyện cuốn hút. Tuy nhiên, ngay cả ngôi sao sáng nhất cũng có những mặt tối. Trong thế giới của đấu phá thương khung, thiết lập cường giả rõ ràng là một trong những yếu tố trung tâm của câu chuyện. Nhưng mà khi câu chuyện tiến triển, thiết lập này dần bộc lộ sự đơn điệu và thiếu chiều sâu. Hải Bao Đông, điểm sáng của đấu hoàng.
Tái Thiên Hải và đồng vàng rội trong những chương đầu của đấu phá thương khung với đấu kỹ huyền bằng lòng tường hoa mỹ cùng với sức mạnh đấu hoàng thâm sâu khó lường. Ông đã trở thành hình mẫu chuẩn mực cho cảnh giới đấu hoàng trong lòng của khán giả. Tuy nhiên, theo dòng phát triển của câu chuyện, các đấu hoàng xuất hiện sau này lại không thể nào duy trì được vinh quang của Hải Ba Đông. Mặc dù cùng mang danh hiệu đấu hoàng, thế nhưng mà họ không thể nào sánh về sức mạnh của đấu kỹ, khiến người xem tiếc nuối thốt lên: sau Hải Ba Đông không còn đấu hoàng nữa. Vân Sơn, một cường giả đấu tông kiệt xuất, đã từng khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn với đấu kỹ bá đạo và tu vi thâm sâu. Sự xuất hiện của ông không chỉ làm tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện, mà còn tôn vinh sức mạnh và sự bí ẩn của các cảnh giới đấu tông. Tuy nhiên, về sau những cường giả đấu tông khác lại không thể nào tái hiện được thành công của Vân Sơn. Mặc dù vẫn mạnh mẽ, thế nhưng họ vẫn thiếu đi cả khí chất bá đạo và sự độc đáo, làm cho cảnh giới đấu tông dần mất đi vẻ huy hoàng. Cường giả hậu kỳ ánh sao mờ nhạt. Khi mà câu chuyện bước vào giai đoạn hậu kỳ, các cường giả như là đấu tôn, đấu thánh bắt đầu xuất hiện. Họ lẽ ra phải là những nhân vật nổi bật nhất trong câu chuyện, thế nhưng mà đáng tiếc, những cường giả này lại thiếu đi sự sáng tạo và độc đáo về đấu kỹ so với Hải Ba Đông và Vân Sơn. Dù rằng sự xuất hiện của họ giúp tăng thêm quy mô và cường độ của các trận chiến, thế nhưng mà không mang lại cảm giác bất ngờ cho khán giả, thậm chí một số nhân vật khiến người xem cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán. Thành công của đấu phá thương khung đến từ thế giới quan rộng lớn và hệ thống tu luyện hấp dẫn, thế nhưng mà sự đơn điệu và thiếu sáng tạo trong việc xây dựng cường giả chỉ là một thiếu sót lớn. Sự hạn chế này không chỉ làm suy giảm cá tính và sức hút của nhân vật, mà còn giới hạn khả năng mở rộng chiều sâu và phạm vi của câu chuyện. Trong tương lai, làm sao để duy trì tính liên kết của câu chuyện đồng thời tạo ra những cường giả phong phú, độc đáo và cuốn hút là một vấn đề đáng suy ngẫm. Chúng ta kỳ vọng rằng các tiểu thuyết huyền ảo trong tương lai có thể đột phá trong việc xây dựng cường giả, để mỗi nhân vật đều có thể như Hải Ba Đông và Vân Sơn, trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả. Chỉ khi đó các cường giả trong thế giới đấu phá thương khung mới có thể tỏa sáng rực rỡ như những vì sao, thắp sáng trí tưởng tượng của người xem và mở rộng vũ trụ câu chuyện thêm vô tận. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 41. Các bạn có ý kiến cá nhân gì thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.